Ở tập trước, nàng Út đánh bại các dương phi khác trong cuộc thi nấu ăn. Cuộc thi thứ hai, may long bào không cần số đo. Hai anh trai của hoàng tử định gian lận mà không thành. Cẩm Tú rất tức giận cho chim ưng cản trở nàng Út. Em cố cầm lấy số đo của nhà vua cho chị mà hỏng hết rồi. Thôi, em đừng buồn nữa. Đây là luật của cuộc thi nên mình cần nghiêm túc chấp hành. Ngày trước, chị may đồ cho cha mẹ chị, chị cũng đâu có đo, cứ án chừng mà cũng chính xác đó. Thật hả chị giỏi quá. Phép thuật của em có hạn, chỉ có thể giúp chị một chút vậy thôi. Thì cỡ này nè, nàng trừ đi ít nhiều thì được mà. Thiếp biết rồi, thiếp sẽ may rộng một chút để cha thoải mái. Nhanh nhanh tay lên, thêu rộng chứ có phải thêu dung đâu. Tháo ra thêu lại. Ta nhớ là ta đo từ cổ tới chân là... Thiếp chỉ cần chàng ước chừng là có thể may được hoàn chỉnh. Chàng nói nhiều quá, thiếp biết rồi, may đồ là sở trường của thiếp mà. Cảm ơn các con và công sức các con đã may áo lông bào cho ta. Nhưng áo của đại hoàng tử quá chật. Vậy mà nói là sở trường không cần số đo, chỉ cần ước lượng. Áo của nhị hoàng tử thì lại quá rộng. Chỉ có áo bào của tam hoàng tử và nàng Út là vừa đẹp, rất hợp ý ta. Đường may cũng rất khéo và kỹ lưỡng. Tốt lắm. Qua hai cuộc thi vừa qua, nàng Út đều thắng cả. Hơn nữa, nàng Út cũng đã tỏ rõ bản lĩnh của mình. Ta rất hài lòng khi có người con dâu này. Tâu Phụ Hoàng, người đừng quên về các tiểu quốc sắp tiến đánh chúng ta. Tâu Phụ Dương, tuy là nàng Út kia có tài nấu nướng mấy giá hơn người, nhưng mà vợ của tam hoàng tử là thân phận như thế nào, ít nhất cũng phải có vẻ ngoài dễ coi cho xứng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ chứ ạ. Vậy còn muốn thế nào? Xin Phụ Hoàng cho thi thố sắc đẹp, để cho mọi người thiên hạ đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nàng. Như vậy thì mới tâm phục khẩu phục được ạ. Bẩm bệ hạ, thần cho ý kiến của nhị hoàng tử rất phải. Phụ nữ phải có công, dung, ngôn, hạnh. Này nàng Út đã tỏ rõ tài khéo léo rồi. Nếu nàng ta có thể chinh phục được dung mạo và lời nói, thì thần đây có thua cũng xin tâm phục khẩu phục. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Hoàng tử, chàng đã về. Nàng Út hát hay quá, tôi suýt thì ngủ quên mất. Sao chàng có vẻ không vui? Vừa hấu ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Hôm nay con rất ngoan, ăn đúng giờ, ngủ cũng rất ngoan. Nè, em mới làm cái này để lăn lên vai rất là thoải mái đúng không? Chàng thấy sao? Cảm ơn nàng, thoải mái lắm. Nàng không cần phải làm vậy đâu. Từ khi về với ta, nàng đã chịu nhiều vất vả. Ta thấy có lỗi với nàng quá. Chàng đừng nói vậy. Chúng ta đồng lòng mà. Em muốn là một người vợ chu đáo, bù lại cho chàng những thiệt thòi phải chịu khi lấy một người vợ như em. Không, nàng là người vợ tốt nhất của ta. Thời gian qua ta rất khâm phục nàng. Dù có khó khăn cũng vẫn lạc quan không lùi bước. Có nàng và Dư Hấu ở bên, ta thấy được động viên và được bình yên hẳn. Vậy bây giờ cho em biết có chuyện gì được chưa? Nghe cận vệ báo là áo bào của chúng ta đã thắng rồi mà. Sao chàng lại buồn? Hai hoàng huynh của ta đòi phải thi sắc đẹp nữa. Phụ hoàng đứng trước áp lực của Cẩm Tú và triều thần cũng phải đồng ý rồi. Ta không muốn nàng bị đem đi trêu ghẹo nên buồn bực trong lòng. Hey, thật là bắt nạt người ta quá mà. Nếu chỉ còn là hồ điệp tiên tử trên thiên đình thì chẳng có sắc đẹp nào trên thế gian này bì kịp đâu.
Thật sao? Đa tạ Cẩm Tú công chúa đã gây áp lực với phụ hoàng để nói giúp cho chúng tôi. Công chúa yên tâm, chúng tôi nhất định chỉ nhận nàng làm em dâu. Chúng tôi tự tin cuộc thi sắc đẹp ngày mai không thể nào thua con bé đó được đâu. Chúng tôi hết sức giúp nàng, mong nàng hãy nhớ lời hứa với chúng tôi. Vậy thì chúng ta hãy ký giao kèo đi, giấy trắng mực đen vẫn hơn. Sao hả? Không dám ký với ta sao? Các huynh tin ta sẽ không làm trái với lời hứa của chúng ta thật sao? Được rồi, chúng tôi sẽ ký. Nhưng mà nàng phải giữ bí mật giao ước này đó. Đương nhiên. Hẹn đại tỷ ngày mai nha, nhớ đem hết trang sức ra nha tỷ. Muội cứ yên tâm, ta sẽ không phụ lòng muội đâu. Công chúa, người thật sự sẽ cắt nửa đại quốc do bọn tham lam bất tài đó sao? Ta đâu phải đồ ngốc. Tờ giao ước này là bằng chứng phản nghịch của bọn chúng, sẽ giúp ta loại bỏ bọn chúng sau khi kết hôn với tam hoàng tử. Vậy là chỉ còn chúng ta thống trị cả hai nước.